Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả Ghiền xem phim. Hoàn Hồn tập 16-17, sức mạnh của Mu Yeon đã trở lại và sẵn sàng chiến đấu. Trong tập 16 tiếp theo của bộ phim truyền hình là Hoàn Hồn, mối quan hệ giữa Mu Yeon và Jang Uk đã trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Mu Yeon đã tạo một dấu hiệu cho Jang Uk và nói Jang Uk thuộc về cô ấy chứ không phải ai khác. Jang Uk trông rất hạnh phúc và mỉm cười sau đó. Trong khi đó, Park Jin nói chuyện với cả Kim Do Cho về Jang Uk. Park Jin nhận ra có lẽ Jang Uk đã thích Mu Yeon trong suốt thời gian qua. Kim Do Cho cũng có thể nhận ra điều đó và hy vọng mọi người sẽ không có vấn đề gì nếu Jang Uk chọn Mu Yeon. Không chỉ vậy, Park Jin và Kim Do Cho còn tán tỉnh nhau và mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn vì họ đã nhận ra tình cảm của đối phương. Mối quan hệ giữa Jin Cho Yeon và Park Dang-gu cũng trở nên thân thiết hơn. Park Dang-gu đang bảo vệ Jin Cho Yeon khi mẹ cô định tát cô, hy vọng không có gì xấu xảy ra khi mối quan hệ của họ được tiết lộ. Trong phân cảnh tiếp theo, Jin Cho Yeon nói chuyện với cả Mu Yeon và họ trở nên thân thiết hơn. Có thể Jin Cho Yeon là người sẽ nhận ra Mu Yeon có thực sự là em gái Jin Bu-yeon của mình hay không. Trong khi đó, Jang Uk lại gặp Thái tử khi anh ta đang cố gắng tìm là Saman Choi. Họ thực sự là anh em mặc dù họ không nhận ra điều đó. Hy vọng họ đang làm việc cùng nhau để tìm ra Saman Choi vì cô ấy là nữ hoàng thực sự. Ở một diễn biến khác, một người đàn ông bí ẩn đang bước đi và chắc chắn anh ta là Trang Gang. Park Jin cũng biết nếu Trang Gang trở lại và anh ấy có thể đoán trước được điều này. Jang Uk có thể nhận ra Seo-yoon trong suốt thời gian qua đã đau khổ và hy sinh nhiều điều. Ở một hướng khác, Jang Uk đưa cho Mu Yeon thanh kiếm của Natsu và bảo cô ấy hãy tấn công anh trước khi cô tấn công người khác. Trong tập 17 tiếp theo của bộ phim truyền hình là Hoàn Hồn, Jin Bu-yeon giả mạo cuối cùng cũng đến phòng của Jin Bu-yeon thật. Trên đường đi đến phòng, Mu Yeon đã nhìn thấy Jin Bu-yeon giả đi cùng với cả Jin Cho Yeon. Jin Ho-gyeong trông rất hạnh phúc vì nghĩ rằng con gái yêu quý của mình đã trở lại. Trong khi đó, Seo-ai, Jin Bu-yeon giả đã tìm thấy một chiếc khăn bịt mắt giống như những gì mà Mu Yeon có trong suốt thời gian qua. Vì vậy, cô ấy có thể nhận ra Mu Yeon có thực sự là Jin Bu-yeon thật hay không. Ở một diễn biến khác, Seo Yun đã biết liệu Jin Bu-yeon mà Jin Mu mang đến là hàng giả. Jang Uk cũng nói nếu phải có điều gì đó khiến cho Jin Ho-gyeong tin Jin Mu mặc dù cô ấy có cảm giác nếu Jin Mu lừa mình. Seo Yun, Park Dang-gu và Jang Uk cũng sẽ là người tìm ra sự thật đằng sau Jin Bu-yeon giả tạo. Trong khi đó, tất cả mọi người đều cúi đầu trước Seo-ai và có lẽ họ đang nói lời cảm ơn đến cô ấy vì Seo-ai đang xoay sở để thành Jin Bu-yeon giả và đánh lừa Jin Ho-gyeong một cách dễ dàng. Khuôn mặt Jin Mu trông rất đáng ngờ và chắc là Jin Mu đã sử dụng Seo-ai trong suốt thời gian qua. Jin Mu cũng nhờ Jin Ho-gyeong giúp đỡ để bảo vệ viên đá băng. Jin Ho-gyeong cũng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc theo lệnh Jin Mu. Một lần nữa, Mu Yeon lại lộ vẻ mặt đáng ngờ khi nhìn thấy Jin Bu-yeon giả. Trong một cảnh khác, Mu Yeon đang đánh trống và cho biết thời gian cuộc họp đã bắt đầu. Nhưng nhiều người trông giống như đang đánh nhau trong cuộc họp đó. Nhưng chắc đó là một phần kế hoạch của Jin Mu. Có lẽ Jang Uk là người dừng cuộc chiến và đứng giữa đám đông để ngăn chặn chiến. Ở một phân cảnh khác, Seo Jun đang đi một mình và có một linh hồn dịch chuyển đang đi bộ và sẵn sàng ăn linh hồn của Seo Yun. Sẽ có một cuộc chiến giữa Seo Yun và linh hồn dịch chuyển có vẻ như Seo Yun đang gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Mu Yeon có vẻ sốc khi nghe thấy cuộc chiến. Người dịch chuyển linh hồn trông giống như ăn linh hồn của ai đó và có thể anh ta sẽ không quản lý nó vì Jang Uk là người chiến đấu với nó. Jang Uk sẽ tự mình đối mặt với linh hồn và ở phía bên kia, Mu Yeon đang cầm thanh kiếm của Natsu sẵn sàng chiến đấu. Vậy điều này có nghĩa là sức mạnh của Mu Yeon đã trở lại. Chúng ta hãy cùng theo dõi tập tiếp theo để biết điều này có trở thành sự thật hay không nhé. Nếu mọi người yêu thích video của chúng mình thì like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye!